Chào các em, chúng ta lại cùng nhau giải vòng số 7 của V Lombic của khối lớp 9. Cũng quả thực là thầy cũng không biết là hôm nay người ta mở vòng số 7, cho nên là thầy làm hơi muộn. Tối thầy đi công tác về đến 10 giờ thầy mới bắt đầu làm. Chứ nếu mà biết sớm là thầy đã làm từ 8 giờ sáng rồi, các em thông cảm nha. Cứ tưởng là 2 tuần nó mới mở 1 lần, ai ngờ từ vòng 6 lên vòng 7 là 1 tuần nó mở rồi. Thì cũng trước khi vào cái bài làm số 1 thì thầy cũng chân thành cảm ơn rất là nhiều các em học sinh ở khắp các cái tỉnh thành ở trên toàn quốc. Các em đã rất là nhiệt tình ủng hộ các cái khóa học đầu tiên mà thầy mở ra để luyện thi viên bích ở trên mạng. Học sinh hầu như là 50 mấy, 60 mấy tỉnh thành là đều có tham gia hết, thì chứng tỏ là kiến thức đã được lan tỏa. Và sắp tới thầy sẽ mở thêm nhiều khóa học hay hơn nữa, thì nếu các em mà có hứng thú thì tham gia tiếp ha. Sắp tới vòng thi cấp cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh rồi, thì thầy sẽ mở khóa học và về hình học, về số học, về đại số, cũng như là những khóa thi thử trắc nghiệm giống như là đề thi, sát với đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo các em nhé. Rồi ta làm bài thi số 1, hy vọng là cái vòng thi này của lớp 9 sẽ gặp rất nhiều câu khó để ta trau dồi thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Chọn ô có giá trị bằng nhau. Loại này dễ kìa. Rồi, ta chuẩn bị một tờ nháp. Đây, thầy mới giải bài của lớp 8 xong rồi. Nó còn tùm lum tùm la đây nè. Rồi. Bốn ta cho sẵn à. Hai. Rồi, cái bài này nhìn rất là quen đúng không các em? Đúng, chính là một bài ở trong khóa học V91 mà thầy đã dạy cho các em. Giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 8, đạt được khi x bằng 0. X thấp nhất là bằng 0 các em nhé. Nằm trong căn thì x không có được âm đâu. Cái bài này mà em nào bấm máy tính là sai nặng á. Bài này ta dùng mắt, dùng đầu óc thôi. X thấp nhất là bằng 0. Thì căn x với x là những hàm số đồng biến. Với x ha, như vậy là x bằng 0 là thấp nhất đó. Cả biểu thức này sẽ bằng 8. Cái này giống hỏi con nít quá hả. Căn x bằng 2x sẽ bằng 4. Bài dưới là -1,5. Rồi cái này là hàng mảnh thức số 3 là bằng 5, trừ 2 là bằng 3. Ủa sao hỏi dễ dữ trời. Bài này là bằng 8. Bài này giá trị nhỏ nhất. Thì cái này các em dùng cái kỹ thuật mà thầy dạy ở khóa V91 là các em cũng tìm ra nhanh lắm ha. Tìm ra rất là nhanh. Nhưng mà những em mà chưa học cái khóa đó thì làm sao đây? Bây giờ thầy sẽ dạy bằng biến đổi toán học. Thầy sẽ giúp các em biến đổi toán học để tìm giá trị nhỏ nhất của cái biểu thức đó ha. Bây giờ thầy sẽ đặt căn của x mũ 2 cộng 1 bằng y, thì y chắc chắn nó phải là lớn hơn 0 chứ. X bình là thấp nhất bằng 0 mà cộng 1 thì dương ha. X bình cộng 1 dương thì lấy căn cũng sẽ tạo thành số dương. Bây giờ thầy sẽ suy ra là x mũ 2 cộng cho 2 hay là cộng 1 đi là bằng y mũ 2. Bình phương hai vế đó các con. Bình phương hai vế lên là x bình cộng 1 bằng y bình thôi. Như vậy x bình cộng 1 rồi cộng 1 nữa sẽ bằng y bình cộng cho 1. Đúng chưa? Đó. Khi đó cái biểu thức ban đầu á, cái biểu thức này nè. Biểu thức thì gọi là D đi hay là M đi. Là biểu thức ban đầu nó sẽ thay đổi.
từ loại chữ x, loại biến x nó đổi qua biến y ha. X bình cộng 2, x bình cộng 2 là chính là cái này nè, chính là x bình cộng 1 cộng 1 nữa đó. Đó, x bình cộng 2 chính là bằng y bình cộng 1. Đó. Vậy x bình cộng 2 hóa thành y bình và cộng cho 1. Còn ở dưới là căn x bình cộng 1 là hóa thành y rồi. Hóa thành y rồi các em. Bây giờ các em thấy cái mẫu á. Cái mẫu là y là số dương. Còn cái tử á là y bình ha. Bài này mà nếu các em tham gia khóa học V91 rồi thì các em có thể làm nhanh bằng bất định thức câu C cũng được. Hoặc bây giờ mình dùng cái đó cũng được, đâu sao đâu. Đâu có muộn, không? Thầy tắt ra là thành y bình trên y cộng cho 1 trên y. Vậy nó sẽ bằng y cộng cho 1 trên y. Đó. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn về bất định thức Cauchy nhanh nha. Bất định thức Cauchy là gì? Đó là A cộng B thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 2 lần căn của AB, với mọi AB là số không mặt, với A với B không mặt. Như vậy bây giờ y là các em coi như a nè, còn 1 phần y là các em coi như b ha. Như vậy cái này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng, nó sẽ lớn hơn bằng 2 lần căn của này, m là bằng y cộng cho 1 phần y sẽ lớn hơn bằng 2 lần y nhân cho 1 phần y, tức là bằng 2. Giá trị nhỏ nhất của nó sẽ bằng 2. Vậy các em nha, tham gia khóa học V91 thì những cái này các em sẽ nắm nằm lòng và nó sẽ phục vụ cho mình thi lớp 9 lên lớp 10 luôn, thi tuyển sinh lớp 10 đó, rồi thi vào các cái trường công lập chất lượng cao hay là thi trường chuyên vân vân. Đây bằng 2. Và cái cuối cùng, căn bậc 3 của cái này bằng căn bậc 3 của cái kia thì x sẽ bằng trừ 3 phần 2 thôi. Trời ơi, hỏi gì vậy? Tức là trừ 1,5 đó các em. Ta lấy hai cái này đi với nhau luôn, 2 đi với 2 luôn nè, 4 đi với 4 nè, trừ 1,5. À xin lỗi, 8 đi với 8 và hai này đi với nhau. Xong các em nha. Cũng dễ, không khó. Có mỗi bài bất định thức Cauchy đó là khó thôi. Thì trong khóa học V91 thầy cũng giới thiệu với các em rất là nhiều loại bất định thức ha. Bất định thức Cauchy, bất định thức Bunyakovsky, bất định thức giá trị tuyệt đối, vân vân. Cauchy hai số, Cauchy ba số, Bunyi hai số, Bunyi ba số ha, là những cái loại mà thường gặp. Còn nhiều loại bất định thức khác thì hẹn những cái khóa học khác thầy sẽ giới thiệu tới các em. Các em nhớ đăng ký học trên trang web buongnhanluận.wordpress.com, khóa V91, khóa khởi đầu. Và mọi hướng dẫn là hướng dẫn qua video được các em nhé. Vậy mà nhiều em là không chịu coi, không chịu đọc kỹ, cứ gọi điện email hỏi tùm lum la, tốn tiền điện thoại các em. Theo cái này là cứ thế thực hiện thôi ha. Rồi, ta qua phần cốc vàng tài 3. Bài thi số 2, cốc vàng tài 3. Cái này em bấm máy luôn đi. Cái này sẽ bằng căn 5 trừ 2. Nhìn thấy xong luôn.
là cái đó tâm tính chứ không có mấy được. Sao lại hỏi bài toán con nít ở đây ta? 4x trừ 2x là thành 2x, 2x bằng trừ 12x bằng trừ 6 ha. X trừ 2 là 2x, 2 trừ 2 x trừ 6 đúng rồi. Căn bậc 3 thì nó bằng 4 thôi. Trời hỏi giống hỏi nít quá ha. Gặp câu khó hơn đi, câu khó nhanh lên, khó khó. Hàm số nhất là hàm số được cho bởi công thức y bằng ax cộng b, trong đó ab là các số đã biết và a khác không. Cái này các em học trên lớp rồi nghe. Cái này có căn, cái này có mẫu, cái này có mũ 2, vậy cái này là hàm số bậc nhất nè. Hàm số bậc nhất tức là cái biến x là cao nhất, là mũ bậc nhất thôi. Và có một ẩn là x thôi. Hàm số bậc nhất. Một biến sao lại ai kêu là ẩn? Ẩn là chỉ dùng trong phương trình thôi. Còn hàm số thì ta dùng từ biến ha. Ở đây đề không chuẩn với em nha. Thôi, bỏ qua. Tìm x biết cái này. Thì x sẽ bằng 36, 36 trừ 36 thì tử bằng 0 thì phân thức mới bằng 0. Vậy các em chọn x bằng 36 đi. Nhưng mà cẩn thận. Liệu x bằng 36 nó có làm cho phân thức này xác định hay không đã. Đó, cẩn thận. Các em thử nha. Các em thử cái mẫu đi. Các em thử cái mẫu nha. 36 căn của 36 trừ cho 6 nhân 6 trừ cho 5 x bằng 6, xin lỗi, 36 căn 36 chứ, đúng rồi, trừ 6 nhân 6 trừ 5 nhân căn 36 cộng cho 30. Cái này nó bằng 0 là mình nguy hiểm á. 36 nhân 6 trừ cho 36 trừ cho 5 nhân 6 30 luôn đi. Cộng 30. Ồ, khác 0 kìa. Khác 0. À, thì thử lại nha. X bằng 36 là có khả năng là ứng cử viên làm cho cái phân thức này bằng 0 nè. 36 trừ 36 bằng 0 là ổn rồi đó. Tử bằng 0 là có tiềm năng là phân thức bằng 0. Nhưng mà nếu x bằng 36 thay xuống mẫu, 36 nhân 6 là thành 96. Rồi 96 trừ 36, 36 nhân 36, à 6 nhân 36 nè, 6 nhân 36 là thành 96. Tí nữa chết. Rồi nó bằng 0 rồi. Vi phạm điều kiện xác định rồi các em ơi. X bằng 36 làm cho mẫu bằng 0, vậy là nó vi phạm điều kiện xác định của cái phân thức này. Vậy là không có giá trị x nào đâu. Nghe. Tí nữa chết ha. Cái này lâu lâu. Nếu bấm máy là xong rồi các em nha. Bấm máy là xong rồi. Còn giờ giả sử đây là một cái đề thi, thi lớp 9 lên lớp 10 đi, tuyển sinh trường chuyên chẳng hạn, ví dụ vậy đi, thì mình sẽ làm như sau. 17, 12 căn 2, nhẩm nhanh. Rồi, thầy nhẩm xong rồi. 17 sẽ tách thành 9 cộng 8. 9 để đầu, 8 để đuôi. 12 tách ra thành 2 nhân 3 nhân 2 căn 2. Vẫn bằng như cũ các em. 2 nhân 3 6 6 2 12 đó. Số 8 này chính là gì? Chính là 2 căn 2. Đem bình lên đó. Còn số 9 là chính là gì? Chính là 3 bình lên đó các em. Còn ở dưới thì các em chắc làm được rồi ha. 3 thì tách ra thành 2. 2 đầu 1 đuôi. Ở giữa là trừ 2 căn 2. Cũng thành hàm công thức đó. Bây giờ cái tử nó sẽ thành là căn của 3 trừ 2 căn 2. 3 trừ 2 căn 2 tất cả bình. Còn cái mẫu á, mẫu là thành căn của căn 2 trừ 1 tất cả bình. Đó. Mình tin thử lại đi. Các em cứ thử đi. Hả? Chắc chắn đúng luôn ha.
Vậy nó ở trên nó sẽ thành giá trị tuyệt đối của 3 trừ 2 căn 2. Còn ở dưới thành giá trị tuyệt đối của căn 2 trừ 1. Rồi phá tuyệt đối ra luôn. Những cái hiệu đó là thầy để số lớn làm số bị trừ hết rồi, số bé thầy cho làm số trừ, thì lúc phá ra là nó không có đổi đổi dấu gì hết đó. Ở dưới là căn 2 trừ 1. Tiếp tục. Mà 3 trừ 2 căn 2 thấy quen quen. 3 trừ căn 2 chính là cái biểu thức trong căn ở dưới mẫu ban đầu nè. Đúng không? Đấy đây nè. Đây nè, nó lại biến thành căn 2 trừ 1 tất cả bình thôi. Đây nè, căn 2 trừ 1 tất cả bình ha. Nó sẽ thành là căn 2 trừ 1 tất cả bình. Xong rồi. Còn ở dưới là căn 2 trừ 1. Rồi rút gọn. Chỉ còn lại là căn 2 trừ 1 mà thôi, hết. Vậy các em nha. Đáp án là căn 2 trừ 1, anh ta đây rồi. Còn bấm máy là xong lâu lắm rồi các em nha. Rồi cái này tao bấm máy đi. Dùng cái kỹ thuật mà thầy đã dạy tội gì. Rút ngắn thời gian, dành thời gian cho cái câu khó hơn, đáng làm hơn. Trừ 1 5x trừ 1 2x cộng 3 7. Ờ đáp án là trừ 1 các em. Sắp tới thầy sẽ tiếp tục mở các cái khóa học đại số, số học, hình học, hình học không gian ha, để các em bổ trợ thêm kiến thức học trên lớp này, luyện nâng cao nè, thi cấp 3 nè, rồi thi Vinbic. Những em nằm trong đội toán nữa thì có thể thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện sắp tới ha. Rồi bài này, bài này thì các em dùng kỹ thuật mà thầy đã dạy ở trong khóa V91 thì làm thử coi đó là đáp án nào nha. Rồi. Rồi. Đáp án C em. Đây đáp án C. X trừ x bình. Như vậy nếu dùng kỹ thuật thầy dạy ở khóa V91 thì ta tiết kiệm được khối thời gian ha. Mà ở đây ta sẽ giải bằng biến đổi toán học. Để coi như là đề thi tuyển sinh, đề thi kiểm tra mục tiếp. Ta làm D sẽ bằng x trừ 4 trừ cho ở trong căn, nếu các em tinh ý các em sẽ thấy là hàng đẳng thức đó. 4 trừ cho x mũ 2 tất cả mũ 2, x trừ 4 trừ 4 trừ x mũ 2 tất cả mũ 2 đó. Vậy sẽ bằng tiếp x trừ 4 trừ cho giá trị tuyệt đối của 4 trừ x mũ 2. Rồi giờ em phá cái trị tuyệt đối này ra, thầy đang băn khoăn là 4 trừ x mũ 2 là dương hay âm thôi thì mới phá được trị tuyệt đối nha. Cái này không biết dương hay âm nè. Mà muốn biết dương hay âm thì phải so sánh 4 là x mũ 2, số bị trừ và số trừ. Mà các em để ý là x thì lớn 4 à, x thì lớn hơn 4 nè. Tức là từ 4 x lớn 4 thì x mũ 2 sẽ phải lớn 16. X mũ 2 là lớn 16. Vậy thì 4 làm gì có cửa mà lớn hơn x mũ 2 đúng không em? Vậy là 4 nhỏ x mũ 2, vậy là 4 trừ x mũ 2 là âm.
Giờ chỗ này thành giải thích. Vì x lớn 4 suy ra x mũ 2 lớn hơn 16, x lớn 4 lớn 0 rồi đó, mới bình phương 2 vế được. Như vậy suy ra là 4 là nhỏ hơn x bình phương. Và từ đây các em suy ra là 4 trừ x sẽ nhỏ hơn 0. Nào, ta đưa lên đầu luôn, coi như là suy luận trong bài giải tự luận đó. Lớn 4 lớn 0, x bình lớn 16 suy ra x bình lớn 4. Vậy là 4, bài đặt trừ x bình thì ra âm. Vậy cái này phá trị đối ra là x trừ 4 trừ cho x bình trừ 4, đổi thành số đối. Vậy là bằng x trừ 4 trừ cho x bình cộng cho 4. Vậy nó sẽ bằng là x trừ cho x bình. Đáp án này chúng ta giải ra từ lâu rồi, bằng kỹ thuật đã học trong khóa học V91. Rồi cái này các em bấm máy đi cho nó đỡ mất công. Dùng kỹ thuật lưu nhớ thầy đã dạy trong khóa học ha. 5 căn 3. Căn 3 trừ căn 5 trừ căn 3. Rồi tiếp tục. Rồi đáp án là âm 6 căn 5 kia. Đây, đáp án là âm 6 căn 5. Vì còn dư thời gian cho nên thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài này một cách tường minh theo biến đổi toán học. Biểu thức cần tìm là A. Thầy nhân cả tử và mẫu cho căn 2. Căn 2 nhân cho 5 căn 3. Ở dưới căn 2 nhân cho căn 3 trừ căn 5 sẽ thành 6. 6 trừ 2 căn 5 rồi trừ cho căn 6. Cái biểu thức kia bắt chước y vậy luôn, đổi cái dấu trừ chứ căn 6 thành dấu cộng. Rồi tiếp tục, ở trên tử là sẽ thành 5 căn 6. Ở trong sẽ là, ở trong cái căn này sẽ là căn 5 trừ 1 tất cả bình trừ cho căn 6. Bên kia bắt chước y vậy luôn, đổi này thành dấu cộng thôi. Tiếp tục thầy biến đổi tiếp, ở này thành giá trị tuyệt đối ha, cái dấu trừ căn 6 thầy viết lố rồi, dấu căn để viết lố trừ căn 6 phải nằm ngoài dấu căn nha, cộng căn 6 cũng vậy. Rồi đó mới đúng. Rồi bây giờ sẽ thành là giá trị tuyệt đối. Giá trị đối của căn 5 trừ 1 rồi trừ cho căn 6. Bên này y vậy luôn, mà đổi thành dấu cộng thôi. Rồi tiếp tục lại phá ra, phá trị đối ra kia nhé, là thành căn 5 trừ căn 6. Ồ, mất thời gian quá. Rồi cái này thì lưu lại đi, hồi này làm tiếp ha, cuối giờ làm tiếp. Giờ chọn đáp án đúng nè, qua câu khác, còn hai câu lỡ gặp hai câu khó thì chết luôn. Ồ, thấy không? Đúng không?
Gặp ngay câu khó luôn. Cái này trong bài giảng số 4 của khóa học V91, thầy đã giới thiệu với các em những cái hàng đẳng thức, những cái hàng đẳng thức bình phương của một tổng ba số hạng ha. Giờ đây ta sẽ thực hiện cái bài giải đó, ta ứng dụng cái bài giải đó để làm việc. A cộng B cộng C tất cả mũ 2 thì nó bằng A mũ 2. A mũ 2 cộng B mũ 2 cộng C mũ 2 cộng cho 2 lần AB cộng BC và cộng cho CA. Cái này trong khóa học đó thầy đã giảng rất kỹ các em nhé. Giờ ta lấy công thức này ta dùng thôi. Từ đây các em suy ra là gì? AB cộng BC cộng CA sẽ bằng cái tổng này à, trừ cho cái tổng của ba số này và tất cả đem chia cho 2. Các em cứ thử đi nha. Như vậy nó sẽ bằng là A cộng B cộng C. A cộng B cộng C là bằng 9. Vậy chỗ này là 9 bình trừ cho 53 chia 2. 9 bình là 81. 81 trừ 53 chia 2 14. Đáp án là 14. Như vậy ta đã hoàn thành xong bài thi số 2. Bài thi số 3 vượt chướng ngại vật các em. Dễ quá, cái này ta bấm máy luôn. 64 nhân 4 nhân 121. Ok, 176. Những bài này ta có quyền bấm máy tính hết, tiết kiệm thời gian đi. Bốn. Cái bài này bài toán cơ bản trong sách giáo khoa luôn kia. Lười thì bấm máy luôn. X bằng âm 1 kia. Không gặp câu nào khó à. Này toán lớp 8 mà. Dùng kỹ thuật ở trong bài giảng số 4 mà thầy đã giảng cho các em ở khóa V91 ha. Giá trị lớn nhất sẽ bằng 21 kia. 21 đạt được khi x bằng âm 4 nữa. Toàn mấy câu dễ không vậy nè. À, mãi cũng gặp được một câu khó ha. Cũng không có gọi là khó lắm đâu. Rồi. Bây giờ trong thì có x cộng 3. S cộng 3. Bài này dùng kỹ thuật tìm x mà rút ngắn thời gian có được không? Vẫn được em.
Tôi đang bấm máy thử mà. Rồi, trong khi đợi máy, mình đi giải biến bằng biến đổi ha. Cộng cho 2 lần. Máy nó ra là kem x bằng 2. 2 căn 3 x. Nó ra 2 là chắc chắn rồi nè. Nhưng mà tại sao lại ra 2? Giờ thầy xin hướng dẫn kem. Cái này thầy đẩy số 3 lần xong. Các em thấy hàm nhận thức chưa? Chưa thấy phải không? Vậy tôi tách ra luôn. Căn 3 x thì tách ra thành căn 3 nhân căn x, không? Bây giờ thì thấy hàm nhận thức rồi, cái gì? Ở trong này nó sẽ thành là, nó sẽ thành là căn x cộng cho căn 3 tất cả bình. Vậy thôi. Cái biểu thức thứ hai ta làm y chang như vậy luôn. Sửa dấu cộng, dấu trừ thôi. Như vậy dưới này nó y chang cái này luôn. Sửa dấu cộng thành dấu trừ. Rồi, như vậy đây sẽ bằng sửa dấu cộng, dấu trừ. Rồi sẽ thành hai cái giá trị tuyệt đối. Căn x cộng căn 3 trừ cho căn x trừ căn 3 phá ra. Bây giờ x là số lớn hơn 0 đúng không? X là số lớn hơn 0. Tại vì căn 3x muốn xác định thì 3x phải không âm, các em. Vậy x phải không âm. Rồi cái này mình phá ra là thành chính nó, bởi vì căn x không âm cộng với căn 3 là dương luôn ha. Trừ cho cái này. Vậy cái này biết dương hay âm đây? Thì ta để nguyên. Để nguyên đó. Trường hợp 1, x lớn hơn 1 bằng 3, lớn không, thì các em suy ra là căn x trừ căn 3 là sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy ta có cái này, nó sẽ thành gì? Cái này sẽ bằng chính nó, cái giá trị đối này sẽ bằng chính nó nè, để trong ngoặc. Như vậy cái bài toán tìm x trở thành cái bài toán mới là bài này. Rộng giải này thôi. Cái này phá ra, phá ngoặc ra là thành trừ căn x cộng căn 3. Phá ngoặc đổi dấu mà. Cái này vô nghiệm nè. Nó ra 2 căn 3 bằng 2 căn 2. Cái này là vô lý ha. Vậy trường hợp này không thể xảy ra. Vậy là x không thể lớn hơn bằng 3 được. Vậy thì cho x nhỏ hơn 3. X nhỏ hơn 3 nhưng mà phải lớn hơn 0 nha. Chứ nếu x âm là căn của 3x này không xác định, đề toán này sẽ không có nghĩa đâu. Lúc đó căn x trừ căn 3 sẽ bé hơn 0. Vậy cái này phá ra sẽ thành căn 3 trừ cho căn x. Và phá ra là thành trừ căn 3 cộng cho căn x. Lúc gọn căn 3 trừ 3 hết. Căn x cộng căn x là 2 căn x. 2 căn x bằng 2 căn 2 thì các em suy ra x bằng 2. Còn máy ra lâu rồi các em nhé. Tóm lại x bằng 2. Như vậy là thầy đã giúp các em giải xong cái nick số 1. Hẹn gặp lại các em ở trong cái nick số 2. Nhớ, em nào đăng ký khóa 91 thì cứ làm theo khóa V91 nè.
thì cứ làm theo hướng dẫn trên video các em nhé, đỡ phải gọi điện đi gọi điện lại tốn tiền điện thoại ha. Đây hướng dẫn rất kỹ bằng video cách nộp học phí vân vân. Học phí chỉ có 100.000 cho toàn khóa các em nhé, chứ không phải là mỗi tháng 100.000 đâu ha. Rồi hẹn gặp lại các em ở nick số 2.